Ok, bác anh em đợi trong 1-2 phút nhá. Không, em uống. Bác anh em đợi trong chút là anh Bách đi mua chai nước uống, khát quá. Đây đây. Đi gì? Mày của anh à? Vâng, em đợi chồng chút nhá, trong thời gian chờ đợi thì chúng ta có thể giao lưu với nhau. À, random thì em vẫn thích đánh kèo random hơn, nhưng mà hôm qua đánh rồi, hôm qua thì hai người đã thống nhất với nhau là mày đánh kèo cung đỏ. Mà đánh cung đỏ thì nó nan giải lắm anh em ạ, nó không nhanh như random được. Random thì quân bài còn chuyển bài chuyển nọ, những cái turn mà rất là hay. Vâng, em chào bầu Xuân Đạt. Rồi, anh em đợi chút nhá. Vâng, anh ấy về rồi. Chuẩn bị đến với trận đấu bản này thôi. Thầu đang hỏi lỗi gì, chết tôi không. Vâng, xin chào anh Thanh Tùng này, anh Ngọc Hùng này, Tuấn Anh, Vũ Tuấn Anh. Xin chào tất cả anh em. Vâng, chào anh Quang Biển nhá. Họ xúc tôi. Em không thấy. Vâng, AC đây. Thế nhà là góc 3 giò. Vâng, thế là trận này có xe giò rồi. Sẽ tìm nhà thầu sớm hơn thôi. Ủa, vãi quả xa thế nhở? Vâng, vậy là đây là bác quả đầu. Quả đầu xa phết nhở. Vâng, nhưng mà rất may mắn cho anh này có thêm một hai con voi. Vâng, 3 giờ chắc là có rừng rồi. Ồ, vậy là thế nhà này ok. Gỗ đầu cũng tương đối gần. À, chào Phương Mai Phạm nhá. À, vâng. Cả bên lớp đó. Em sẽ bình luận cho cả anh lớp đó cơ. Ờ, em cùng cua nhá, không phải hóa thân đâu. Giọng giống nhau thôi. Một bầy hươu và hai con voi. Rồi, xin chào anh Alpha Việt Nam GSC nhá. Sao đây anh tặng lẻ này có 11 sao này.
Vâng, chào anh, cảm ơn anh Nguyễn Đức Tâm này. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đây là một con voi đưa về. Vâng, có xe giò này, hai cánh rừng, hai con voi và bầy hươu. À, nhà nhiều rừng phết đấy. Để chúng ta tìm đồ ăn thôi. Vâng, hy vọng là cái khoảng đen này nó có một cái gì đó. Rồi, chào anh, chào thương em nhé. Thương em không biết là trai hay gái đây. Tặng, tặng đúng rồi đấy, tặng con tặng lẻ đấy. Còn có thế. Ôi giời. Con voi thứ hai được đưa về. Trên cái đầu. Trên kia. À đây đây đây, có quả. Bên trên còn bầy hươu nữa. Ổn rồi. Vâng, chào anh Minh Master nhá. Vâng, tầm này cũng là gần 12 giờ rồi. Chắc tầm này anh đã còn là nghỉ trưa. Ồ, chưa, cảm ơn anh Alpha 15 GC nhá, đã gửi cho anh Bách 101 sao. Cảm giác tặng lẻ thế nhỉ. Con voi thứ ba đưa về. Đang rất chỉnh chu trong cái tình huống này vì đây là dân của AC. Vâng, con dân của mình thì bây giờ chắc là một hit là làm xuống thôi. À, bà bảo là trận đầu tiên thì mình để cho thầu thắng nhá. Thầu dẫn trận đấu đấy. Chết một đồng dân khi gặp hai con sư tử. Ồ, vừa đi xây về. Rồi, Trần Văn Tân là vâng, hiện tại thì Facebook em không biết như nào nhưng mà mọi người đang xem vẫn ổn định. Nó chỉ lag vào cái tầm hôm qua thôi. Tối hôm qua nó lag quá. Kích đời 28 nông dân trừ 1 8 40 đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Cái bài mà chết một con nông dân. À, hóa ra nghỉ đấy. Ơ, anh này chém gió rồi. Anh chắc mở shop gì chứ này. Để bảo phụ hô. Xe giò đã mất bóng ở khu vực 12 giờ. Rất cao khả năng là nhà thầu trên đấy. 29%, cũng 27 nông dân, mình là 28 nông dân chứ 1. 29% thì trong cái map mà có xe giò như này thì nó chưa nói lên cái gì cả. Anh Ngọc à, anh cái muốn có sao thì gần như anh phải dùng cái gì để visa để lạp vào ấy. Vâng đúng rồi, thế trận thứ hai là mình thắng. Thầu lên đời, thầu là một bài dâng A. Thầu là một bài dâng A thôi. Vâng, khả năng thầu cũng sẽ phát hiện ra mình thôi. Khi mà xe giò cũng đẩy sang đây rồi. Vâng, mình đã có một con dốc này. Xây A cái dốc này khả năng là ngon. Vâng, chào anh Trần Quang Quang. Anh Trần Quang. Ồ, thầu lên đời muộn hơn mình. Hai chiếc E là khiến vua cái rồi. Vâng, nhà của cái tôi thì cũng là một thế nhà mà cũng tương đối là cũng dễ bo thôi. Lưng bánh xe chắc chắn là tàu lên đời muộn hơn mình.
đánh 5A. Còn một bầy hươu mà 7 con để ăn. Tơn đầu. Tơn đầu làm nhà BA được xong đều. Và vị trí sẽ là hướng góc 12 giò, thẳng căng lên luôn. Vì đơn giản chúng ta tìm đến nhà thầu rất sớm rồi. Kết hợp ra ruộng ăn bầy hươu này. Hợp lý. Rồi tơn cúm đầu đang đẩy đi rồi. Vâng, đây thôi, gặp ngay nhà thầu, khả năng thầu bài Dương A không? Tôi đi gặp ngay nhà BM ngay đây đi. Đây, bài gỗ. Ui giời ơi, được đấy. Chưa vào đã chạy rồi. Rất, gọi là tỉnh táo đấy từ game thủ tiểu màn thầu. Làm mà vẫn đang xong đều. Bây giờ sẽ tơn thứ hai sẽ đi thủ. Sẽ là đứng thủ, không tơn đầu tiên của thầu đây. Và thầu khả năng cao cũng sẽ đầu bài đánh Dương A. Đoán là thầu có một bài đến Dương Nga rồi. Anh em thông cảm nhé, tầm hôm qua đến bây giờ thì Facebook cũng đang lag, khả năng nó giờ tí. Nào vào đây. Nào, đây sẽ tấn đấu quần. Mà số lượng cung của mình thì ngang veo thôi. Nhưng mình đã có lợi thế, đó là cái tên này. Cái tên này đang đi móc máy. Vẫn đang đi người tên mà quản những đơn vị nông dân. Vâng, vậy là thầu quay lại cái bãi gỗ đầu tiên rồi. Một tình huống Kenya và gặp anh ấy. Vâng, rất có khả năng cao như trận này là thầu có một tình huống mà dâng Nga nhưng mà dâng thẳng căng xuống 6 giờ xong từ 6 giờ đi lên. Thầu vẫn đang ăn gỗ ở cái bãi gỗ đầu tiên. Đứng xuyên rừng, ăn xuyên rừng. Vâng, đúng như vậy, thầu dâng một phát tịt xuống góc 4 giờ luôn. Hạp chấm đỏ trên đường này. Đang mất tẩy ở nhà. Á chà, mang dân ra đập. Được. Đang có hai con lùng dân đứng đây. Một con đi ảo của cái tù tiểu bắt đầu. Tàu đang cố gắng bắt cái tên mà đi băng máy này. Làm lại là vẫn là làm một gốt. Dương Nga và đang có tình huống ra ruộng tại nhà. Bắt nốt những đơn vị quân mẹ này à. Ngon rồi. Các con cùng rò đứng đây bắn xuyên rừng.
Sân của thầu lại chạy về bãi gỗ này rồi. À, ngon ngon ngon. Rồi. Vẫn đang có một số đơn vị cung đo lẻ của mình để đi quản thầu. À, định neo dốc, định neo dốc, định neo dốc. Với số quân này thầu định neo dốc. Rồi, ngon nhẹ, ngon nhẹ. Lần sau tuần này thầu sẽ mất nguyên khoảng tầm gần chục con cung đo và quyết luôn. Tỷ số là 2-1. Rất đơn giản rồi, ông thầu mới dâng nhầm hướng anh em ạ. Ông dâng tảng căng vào lúc 4 giờ luôn. Vâng, định thốc lên nhưng mà rất tiếc là cho nó là kín cạn lời.